gì? Rồi cái protein ngăn cản sợi cha mẹ tái xoắn có tên gọi là gì? Là protein bám sợi đơn ha. Rồi cái primase để làm gì? DNA polymerase vai trò của nó là gì? Rồi ligase để làm gì? Đấy. Ít nhất là có chừng đấy thứ còn phải nắm. Rồi đây là cái đặc điểm của quá trình nhân đôi ADN. Quá trình nhân đôi ADN thì sẽ được điều hòa theo cái chu kỳ của tế bào ở cái pha S. Xảy ra pha S không phải lúc nào thì nó cũng nhân đôi. Nó có cái đặc điểm là hai sợi ADN cha mẹ thì đều là hai sợi khuôn. Các sợi cha mẹ tháo xoắn và tách ra tại một số nơi. Và mỗi sợi cha mẹ là khuôn về DNA polymerase bám lên đó gắn dần từng cái nucleotide theo cái quy luật bổ sung đôi ba. Và có một cái đặc điểm là cái đường pentose và phosphate là xương sống của những cái sợi con xoắn đối xong mỗi sợi mẹ tạo thành hai cái chuỗi xoắn kép. Rồi cái trạc ba nhân đôi thì chắc các bạn cũng học rất nhiều rồi ha. Cái trạc ba nhân đôi của chúng ta thì cái điểm đầu tiên là có cái enzyme là topoisomerase helicase nó sẽ tháo xoắn. Topoisomerase nó sẽ có cái vai trò là giảm cái áp lực xoắn lên những cái vùng ADN ở đằng trước nó. Thế rồi quá trình sinh tổng hợp ADN thì nó sẽ diễn ra ở cả hai sợi song song cùng một lúc. Một sợi người ta gọi là sợi dẫn hay là lagging strand và một sợi gọi là sợi sau hay là lead, một sợi là leading và một sợi là lagging. Ở cái sợi leading ấy, thì quá trình sinh tổng hợp nó có diễn ra chiều 5,3 phẩy và nó liên tục. Còn ở cái sợi lagging thì tổng hợp những cái đoạn ngắn là Okazaki. Thế sau đó thì nó cắt bỏ những cái primer và nó nối bằng cái enzyme ligase. Cái vai trò của topoisomerase thì là cái gì? Thì nó có hai cái hoạt tính là nuclease và ligase luôn và nó không cần sự hiện diện của ATP. Vai trò của nó là giảm áp lực xoắn âm và xoắn dương. Còn topoisomerase 2 thì nó cần ATP. Thôi. Thế thì cái etoposide nó là một cái thuốc chống ung thư. Cái đích của nó là nó tác dụng lên cái topoisomerase 2 của người. Và ở vi khuẩn thì nó là cái DNA gyrase của vi khuẩn. Rồi cơ chế tác dụng của nó là nó gây cảm ứng làm đứt gãy cái sợi ADN. Gây cảm ứng dừng cái pha G2 và ly giải tế bào pha G2 pha S muộn. Và cái nồng độ cao thì nó gây chết tế bào khi vào pha phân bào. Và cái nồng độ thấp thì ức chế tế bào giai đoạn tiền kỳ. Nhân đôi ADN thì nó có một cái đặc điểm là nhân đôi nửa gián đoạn. Rồi thì tất cả những cái phần này thì các bạn tự học cùng tôi, tại vì các bạn cũng học ở phần sinh học rất là nhiều rồi ha. Đối với bài này thì các cái mục nhân đôi các bạn học thì tôi chỉ yêu cầu các bạn là tôi sẽ hỏi về tế bào nhân xơ thì có những cái loại polymerase nào, thì ví dụ ở E. coli có bao nhiêu loại ADN polymerase, thì câu trả lời đúng là có năm, ít nhất là 5 loại đã được biết đến cho tới ngày nay. Thế và loại nào thì chiếm nhiều nhất, đó là pol 1 chiếm 90%. Rồi loại nào là nhân đôi chính, đó là pol 3. Pol 1 nó vai trò là sửa chữa, pol 3 là nhân đôi chính. Rồi tôi sẽ hỏi là pol 1 thì nó có cái hoạt tính gì, 5,3 phẩy exonuclease, pol 3 thì có hoạt tính đó không, người vân vân ha. Thì đây là cái bảng so sánh giữa ba cái loại DNA polymerase ở E. coli. Như vậy là đối với phần sinh học và đối với phổ thông thì các bạn sẽ học chủ yếu là cái vai trò sinh học của quá trình nhân đôi ADN, các bước nó diễn ra như thế nào. Còn đối với sinh hóa thì chủ yếu sẽ hỏi các bạn về enzyme, có bao nhiêu loại enzyme tham gia vào, yếu tố tham gia vào từng bước một. Rồi helicase vai trò là gì, primase là gì, vân vân. Còn đối với E. coli thì để gắn dần từng nucleotide vào thì có ít nhất là 5 loại pol. Và ở đây là cái bảng so sánh giữa pol 1, pol 2, pol 3. Thì cái trọng lượng phân tử thì cái pol pol 2 là nhỏ nhất, lớn nhất là cái pol 3. Cái hoạt tính 3,5 phẩy exonuclease, tức là khi mà gắn sang một nucleotide gọi là và cắt
thì cả ba cái pole này đều có. Tuy nhiên 5,3 exonuclear thì có của pole 1 thôi, còn hai cái này thì không có. Cái tốc độ polymer hóa nghĩa là số nu gắn vào trong một giây thì của pole 1 nó ít nhất, pole 3 nhiều nhất, cho nên đó là cái enzyme chính trong quá trình nhân đôi. Mức trượt tức là số nu thêm vào trước khi mà enzyme tách ra thì đối với pole 1 thì nó rất là ít, nhưng mà đối với pole 3 500.000 lần trước khi nó tách. Thế như vậy là từ cái bảng này chúng ta thấy rằng là cái vai trò nhân đôi chính là của pole 3, còn pole 1 là vai trò là sửa chữa. Rồi, có vậy thôi. Xong rồi, ở đây thì tôi mô tả cái DNA pole 1 là gì, rồi cái cơ chế substrate, tại sao mà lại cần cái ion 2 cộng, Mg 2 cộng ở đây. Thế thì ở đây là cái cơ chế xúc tác của nó thôi. À, đây là cái sợi ADN, sợi khuôn. Đây là cái sợi ADN đang được kéo dài. À, DNA polymerase gắn dần từng nucleotide triphosphate vào đây. Và để cho cái nucleotide triphosphate là cái nucleotide này tạo thành liên kết ở đây, thì nó phải ở cái dạng cấu trúc, tức là nó gắn với cái trung tâm hoạt động của enzyme. Ở trung tâm hoạt động của enzyme thì có Mg2 cộng và aspartate. Nó sẽ ổn định ba cái nhóm phosphate này ở cái vị trí thuận lợi để cái 3,OH nó sẽ tấn công ái nhân vào alpha phosphate ở đây, và nó sẽ share chung một cặp điện tử tạo thành liên kết 3,5-phosphodiesterase, tách hai cái phosphate này ra. Thế thôi, cho nên là cái enzyme cần cộng tố là Mg2 cộng để tạo thành cái dạng chuyển đổi như thế này. Rồi, cái cấu trúc của pol 3 thì cái DNA helicase, rồi cái pol thì nó gắn với nhau chứ không phải nó là những cái enzyme tách rời. Cái enzyme đó thì nó, đây là helicase, nó là một cái hexamer, tức là gồm có 6 cái chuỗi polypeptide như thế này. Nó có hai cái cánh tay, nó nối với hai cái co enzyme của hai cái DNA polymerase. Và mỗi một cái DNA polymerase thì nó có cái tải kẹp để nó sẽ kẹp vào cái sợi ADN. Ví dụ đây là enzyme, đây là cái hình ảnh người ta đang mô tả cái tải kẹp, nó kẹp vào, đây là cái sợi ADN, nó sẽ xuyên qua hai cái lỗ này, chỗ này thì nó sáu con tới đâu, đây là hai sợi nó xuyên vào đây. Rồi, còn cái này là clamp loader, nghĩa là cái phần mà để gắn những cái tải kẹp, nó gắn những cái tải kẹp lên, tải kẹp để giữ cái enzyme này, giữ chặt với cái sợi ADN để nó hoạt động. Như vậy là cấu trúc của DNA polymerase nó gồm có cái co ha, co enzyme, rồi nó có cái beta clamp tải kẹp. Rồi cái này thì các bạn xài tự học. Vừa giai đoạn kết thúc thì các bạn tự học luôn. Ha, nó quá trình khởi đầu thì nó là cái khó khăn nhất, mà khi mà đã khởi đầu quá trình nhân đôi rồi thì cái vùng ori, thì cái vùng original là cái vùng mà nó sẽ nhận diện để cái helicase nó sẽ tháo xoắn được cái vùng đó và quá trình nhân đôi bắt đầu. Rồi quá trình kéo dài là gắn dần từng nucleotide vào, và quá trình kết thúc là khi nó gặp những cái trình tự tetus ở trên ADN. Thế còn mô tả từng bước một ở sợi dẫn và ở sợi sau thì nó như thế nào thì cái đó phần đó các bạn tự học. Nhân đôi ADN ở tế bào nhân thật thì đối với chúng ta có một cái mục tiêu, đây là phân biệt quá trình nhân đôi ở tế bào nhân sơ và tế bào nhân thật. Thì ở tế bào nhân sơ thì nó đơn giản hơn bởi vì là nó không có nhân và cái bộ gen của nó, cấu trúc của nó đơn giản. Còn đối với tế bào nhân thật thì bộ gen của nó phức tạp hơn. Bộ gen gồm có cái phân tử ADN quấn xung quanh những cái protein là histone, sau đó nó bị chặt lại với cái dạng là chromosome, nhiễm sắc thể, cấu trúc phức tạp. Thế cho nên là cái quá trình khởi đầu nó phức tạp hơn thôi, còn lại là các bước thì nó cũng tương tự. Cái quan trọng nhất là khởi đầu. Thế cho nên là để nhận diện được cái vị trí khởi đầu, nó là những cái giống như người ta gọi là tata box, là những cái vùng trình tự giàu A và T. Thế và cái quá trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân thật thì nó được điều hòa theo vòng sống của tế bào, nghĩa là được điều hòa bởi cái phức hợp cyclin
và kinase phụ thuộc cyclin và CDK. CDK là cyclin dependent kinase. Kinase phụ thuộc cyclin ha. Và nhiều yếu tố điều hòa nhân đôi ADN, hạn chế vậy thôi. Ở các giai đoạn nhân đôi ở người thì nó cũng giống như là ở vi khuẩn thôi, cũng có kéo dài. Tuy nhiên nó khác nhau ở chỗ tên gọi của cái enzyme. Ở E. coli thì người ta gọi là pol 1,2,3,4,5. Còn ở tế bào nhân thật ở đây thì người ta sẽ gọi là alpha, delta, epsilon. Như vậy tôi sẽ hỏi ở tế bào nhân thật thì cũng chỉ nhân đôi ADN. Enzyme chính tương đương với pol 3 nó là enzyme nào? ABCD thì cũng phải trả lời được, nó là delta. Rồi, enzyme nào nó tương tự như pol 1 nó sửa chữ ADN thì đó là epsilon. Rồi, thế thì ở đây tôi đều mô tả cho các bạn hết cái này, đây là điểm khác biệt thôi, thì đấy là một vài cái điều mà tôi sẽ hỏi. Và hai nữa là cái phức hợp khởi đầu nhân đôi tế bào nhân thật thì nó phức tạp hơn ở tế bào nhân sơ. Hiện đến bây giờ thì người ta nghiên cứu, người ta thấy là có phức hợp rất nhiều cái protein, cứ một cái protein bám vào thì kéo theo những cái protein khác bám vào, và cái giai đoạn khởi đầu được cái giai đoạn khó khăn nhất, nhận diện được cái vị trí tata box để khởi đầu, sau đó thì những phức hợp enzyme đến và mở đầu được rồi thì kéo dài và kết thúc nó sẽ thuận lợi. Rồi, thì tôi đều có cái phần tóm lại là quá trình nhân đôi thì như thế nào, nó xảy ra với cái độ chính xác cao. Cái lỗ nhân đôi là 10^-9, nghĩa là cứ 10^-9 nucleotide gắn thì có một cái nucleotide gắn sai. Và người ta gọi là quá trình nhân đôi bán bảo tồn. Một sợi cha mẹ làm khuôn và một sợi con đang được tổng hợp. Rồi. Đấy là những cái phần này các bạn tự học, và tôi sẽ hỏi một phần nào đó, không phải hỏi tất cả. Rồi, ví dụ. Các bạn cho tôi biết câu trả lời ABCD. Rồi, bạn nào có câu trả lời không? Các bạn có còn đang ở đó không vậy? Câu A cô. Rồi một bạn đáp án A, rồi các bạn khác. Rồi, đáp án là A ha. Tại vì là cái herpes simplex virus của chúng ta nó thuộc là adenovirus, mà adeno các bạn biết là bộ gen của nó là ADN. Cho nên muốn ngăn cản sự nhân đôi tùy thuộc vào cái virus đó là virus nào, adeno hay là retrovirus, thì chúng ta sẽ chọn những cái thuốc ức chế khác nhau. Thì bạn có câu trả lời là đáp án A ha. Rồi, thì một ví dụ một cái thuốc để điều trị virus adenovirus đó là acyclovir, nó sẽ ức chế cạnh tranh với cả cái herpes simplex virus ADN polymerase. Thế nào gọi là ức chế cạnh tranh? Bạn nào trả lời giùm tôi. Cái này chúng ta học ở phần enzyme rồi, thế nào gọi là ức chế cạnh tranh?
Bạn nào cho biết thế nào gọi là ức chế cạnh tranh? Một cơ là chất có cấu tạo hóa học gần giống cơ chất kép cơ. Rồi sao nữa? Là nó kết hợp với trung tâm hoạt động của enzyme nên sẽ tranh chỗ của cơ chất S làm giảm hoạt tính của enzyme. Rồi, như vậy là cơ chất sẽ không bám vào được đúng không? Không cạnh tranh với cái trung tâm hoạt động. Ok. Thì đấy là một vài những cái nguyên lý ha. Rồi. Bây giờ sang phần 2 là ARN. Như vậy tóm lại là phần 1 nhân đôi ADN thì các bạn cần phải nhớ cái gì? Các bạn nhớ dùng đôi cấu trúc của ARN DNA polymerase, xin lỗi, cấu trúc của DNA polymerase ở tế bào nhân sơ, ví dụ E. coli có bao nhiêu loại, loại nào là loại chính, ở tế bào nhân thật có bao nhiêu loại, loại nào tương đương pol 1, loại nào tương đương pol 3, cái độ chính xác của quá trình nhân đôi nó là bao nhiêu, là 10 mũ trừ 9 ha. Rồi thì đấy là một vài cái điểm các bạn cần nhớ. Sự khác biệt giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thật, đó là tế bào nhân sơ cấu trúc bộ gen của nó đơn giản hơn, cấu trúc ở tế bào nhân thật thì nó phức tạp, cho nên là cái phức hợp khởi đầu thì được điều hòa rất là chặt chẽ và có sự tham gia của rất nhiều protein, thì đấy là điểm khác biệt. Rồi các bạn cũng nhớ một vài những cái thông tin ở cái bảng mà so sánh ba cái DNA polymerase 1, 2, 3 thì các bạn tham khảo cái bảng đó để trả lời những câu hỏi. Còn đối với tế bào nhân thật thì cái cơ chế xúc tác gắn dần từng nucleotide đó là có cộng tố là Mg2+. Tại sao cần Mg2+? Đấy. Đấy là một vài những câu hỏi các bạn cần phải nhớ. Bây giờ đến phiên mã. Thế thì chúng ta phân biệt thì cái này cũng ở sinh học cũng học rất nhiều rồi. Là chúng ta có sợi khuôn và sợi mã hóa. Thì bạn nào cho tôi biết thế nào gọi là sợi khuôn? Khuôn là khuôn để làm gì? Và mã hóa là mã hóa cho cái gì? Rồi bạn nào? Bạn nào xung phong trả lời. Sợi khuôn là gì? Sợi mã hóa là gì? Rồi, các bạn nào trả lời được không? Các bạn không biết thế nào là sợi khuôn, thế nào là sợi mã hóa? Các bạn cho tôi hỏi là ở phần các bạn có học môn sinh học không? Có 66 bạn mà không biết là cái đường truyền nó có bị trục trặc gì không, các bạn có nghe thấy hỏi không, hay là cái đường truyền nhiều lúc là nó hơi bị là có vấn đề á.
Thì các bạn cho hỏi là môn sinh học thì các bạn đã học chưa? Chúng ta thi chưa? Tức là cái đường truyền hình như nó không tốt lắm phải không? Tôi nghe các bạn không rõ vậy, các bạn có nghe thấy không nhỉ? Đã có không? Ừ. Thế nào là sợi khuôn, thế nào là sợi mã hóa? Ha? Hay là ở phần đó chưa chưa học hả? Các thầy cô chưa có trình bày điều này hả? Cái điều này là các bạn biết rồi, có cần các bạn có đang nhìn thấy cái hình không xe không nhỉ? Cô, em không thấy hình xe. Em thấy màn hình trắng của màn hình nó bị đen chứ. Ok, để tôi xem lại xem là điều gì xảy ra. Tại sao nó lại không nhìn thấy gì? Rồi bây giờ nhìn thấy chưa? Dạ rồi. Rồi. Thì nhắc lại, có thể là các bạn đã học rồi mà có thể các bạn không nhớ đó. Thì ADN của chúng ta nó có hai sợi. Ví dụ cái hình ở bên trên này đi. Cái hình ở trên cùng này thì mô tả cái gì đây? Cái hình ở trên cùng này là đang mô tả chúng ta rằng là đây là cái sợi ADN. Đây là gen ở trên đó. Và đây là một cái đơn vị phiên mã. Cùng một lúc thì ở tế bào nhân xơ nó có thể phiên mã được ba cái protein và sinh tổng hợp ba cái protein. Tuy nhiên là đối với tế bào nhân thật thì nó khác. Thế thì ở đây các bạn nhìn thấy dùm hai cái chuỗi này, 5 phẩy CGCTATA vân vân 3 phẩy. Thì đây là hai sợi ADN. Thì một sợi sẽ là sợi khuôn và một sợi sẽ làm sợi mã hóa. Nghĩa là cái sợi ở bên trên này này, CGCTATA, ba cái CGC, TAT, ACG, GTT vân vân thì là mã hóa cho axit amin. Được chưa? Nghĩa là trình tự nucleotide trên cái sợi này quyết định trình tự axit amin trên chuỗi polypeptide thì người ta gọi là sợi mã hóa. Còn cái sợi bổ sung với nó GC, GATA thì nó vân vân ở bên dưới, người ta gọi là sợi không mã hóa hay còn gọi là sợi khuôn. Sợi khuôn nghĩa là sợi dùng để tổng hợp ARN thông tin qua quá trình phiên mã. Được chưa? Để làm sao? Để đảm bảo trình tự ARN thông tin giống hệt với cái sợi mã hóa. Các bạn thấy nó có giống không? Chỉ có điều là thay ở đây là U, T bằng U thôi. Còn lại nó giống hệt. Nghĩa là cái thông tin di truyền này sẽ được dùng để sinh tổng hợp protein cứ 3 nucleotide mã hóa cho một axit amin. Rồi, thì để đảm bảo cho cái ARN thông tin trình tự của nó giống với cái sợi mã hóa thì cái sợi bên kia, cái sợi mà bổ sung với sợi mã hóa sẽ phải làm khuôn, và cái sợi mà làm khuôn thì không có mã hóa. Đấy. Rồi, chỗ này các bạn đã hiểu chưa? Ha, đã nắm được chỗ này chưa? Các bạn phải tự ngồi ngẫm nghĩ lại một chút. Nếu mà đã nắm được rồi thì chúng ta đi tiếp. ADN của chúng ta thì nó có hai sợi. Là chuỗi xoắn kép gồm có hai chuỗi polynucleotide xoắn đối song với nhau. Theo quy luật bổ sung đôi ba, trình tự nucleotide ở trên sợi này sẽ quyết định trình tự nucleotide ở bên sợi bên kia.
C thì nối với G, T nối với A, A nối với T, nó vân vân. Bây giờ một sợi làm khuôn sẽ tổng hợp được sợi thứ hai, bởi vì sợi thứ hai nó sẽ bổ sung với sợi thứ nhất. Trên hai sợi như thế này thì có một sợi sẽ làm sợi mã hóa, nghĩa là nó sẽ chứa thông tin di truyền. Cứ ba nucleotide sẽ mã hóa cho một axit amin trên chuỗi polypeptide. Còn cái sợi mà bổ sung với nó sẽ không có mang thông tin di truyền, mà cái sợi đó sẽ dùng để làm khuôn để tổng hợp ARN thông tin. Mà muốn tổng hợp ARN thông tin hay là phiên mã ấy, thì RNA polymerase nó sẽ gắn dần từng nucleotide vào cái sợi khuôn theo quy luật bổ sung đôi ba. Nghĩa là trình tự nucleotide không giống hệt cái sợi khuôn mà nó phải bổ sung với sợi khuôn. Rồi điều này hiểu chưa? Dạ rồi cô. Rồi, thế thì có một cái câu hỏi ở đây là chúng ta phải so sánh cái quá trình chuyển hóa ADN cũng như ARN tế bào nhân xơ và nhân thực, cho nên các bạn phải luôn luôn so sánh. Thế thì đối với tế bào nhân xơ, quá trình phiên mã, nghĩa là quá trình sinh tổng hợp ARN thông tin, một phân tử ARN thông tin người ta gọi là một đơn vị phiên mã, vì cái phân tử đó sẽ được dùng để sinh tổng hợp protein. Ở tế bào nhân xơ thì một đơn vị phiên mã, hay người ta gọi là một operon, người ta gọi là polycistrone, nghĩa là cùng một lúc nó phiên mã cho nhiều gen. Đây là ba gen: gen màu tím, gen màu vàng và gen màu xanh. Còn ở tế bào nhân thực thì một cái operon, một đơn vị phiên mã hay là một đơn vị để sinh tổng hợp protein chỉ gồm có một gen thôi, và người ta gọi là monocistrone. Rồi, tiếp theo. Cái điều thứ hai nữa, đây là những cái kiến thức cơ bản ha, các bạn phải học đấy. Thì tôi sẽ cho các bạn ví dụ, đây là một cái trình tự ARN thông tin. Sau đó thì tôi sẽ hỏi là sợi nào sau đây sẽ là sợi mã hóa, hay sợi nào ra đây sẽ là sợi khuôn, thì đó vân vân, thì các bạn phải trả lời được, các bạn hiểu mà đánh vào được là ok rồi. Thế rồi tôi sẽ hỏi là một đơn vị phiên mã ở tế bào nhân xơ là polycystone hay là monocystone hay là cái gì 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 đó, thì các bạn chọn được câu trả lời đúng là được rồi. Tiếp theo, cái cấu trúc của RNA polymerase thì các bạn phải học, bởi vì sinh hóa đó là nghiên cứu về cấu trúc, sau đó thì mới đến chức năng. Thế còn vai trò sinh học thì các bạn đã học ở trong phần sinh học rồi, cho nên ở đây tôi không có các bước, có thể là tôi sẽ không hỏi, nhưng mà tôi sẽ hỏi về cấu trúc của enzyme, cơ chế hoạt động của enzyme. Rồi, cấu tạo của RNA polymerase nó gồm có 5 bán đơn vị, hai chuỗi alpha, beta, beta phẩy và omega. Người ta gọi là một cái co enzyme gồm có 5 bán đơn vị. Khi nó cộng thêm với một cái bán đơn vị là sigma thì chúng ta được một cái enzyme hoàn chỉnh. Như vậy enzyme hoàn chỉnh hay là một holo enzyme gồm có 6 tiểu đơn vị. À, rồi đếm này, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trong 6 tiểu đơn vị này thì hai chuỗi alpha, hai chuỗi beta và omega người ta gọi là co enzyme, còn sigma người ta gọi là yếu tố phiên mã, sigma factor. Và RNA polymerase thì không có hoạt tính 3,5 phẩy exonuclease, cho nên lỗi phiên mã nó sẽ nhiều hơn lỗi nhân đôi ADN. Nhân đôi ADN cứ 10 mũ 9 nucleotide thì một nucleotide nó gắn sai, còn nhân đôi, còn phiên mã thì cứ 10 mũ 4, nghĩa là 10.000 nu thì có một nu nó gắn sai, bởi vì nó không có hoạt tính 3,5 phẩy exonuclease. Như vậy phiên mã sai sót nhiều hơn là nhân đôi ADN, bởi vì nhân đôi ADN là để bảo toàn, còn phiên mã là các bạn biểu hiện cái gen đó ra. Trong cái quá trình mà bảo tồn thông tin di truyền thì nó đòi hỏi nghiêm ngặt hơn. Rồi, và cái phản ứng tổng hợp ARN thì cần cộng tố là ion kim loại nào sau đây? A, B, C, D thì các bạn nhớ dùng tôi là Mg2 cộng.
Được chưa? Cái phần này có học được không? Được mà ha. Rồi. Tiếp theo. Đây là cái bảng so sánh RNA polymerase giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực. Tế bào nhân sơ thì nó có 5 tiểu đơn vị. Tế bào nhân thực thì nó nhiều hơn. Nó tới 12 tiểu đơn vị. Rồi. Thế thì khi mà RNA polymerase nó bám lên trên ADN để nó phiên mã thì luôn luôn có một cái điểm gọi là cũng là điểm khởi đầu. Ha, thì cái vùng đó nó gọi là vùng promoter. Nó có thể nhận diện được cái vùng nào nó sẽ bám vào đó và để nó tách ra và nó làm khuôn để sinh tổng hợp ARN thông tin. Rồi, cái cơ chế xúc tác thì tôi cũng sẽ hỏi. Cơ chế xúc tác thì nó cũng giống như là DNA polymerase vậy, giống y chang. Bởi vì nó cũng gắn dần từng nucleotide vào cái sợi đang kéo dài. Chỉ có điều RNA polymerase thì không cần primer. Còn DNA polymerase thì cần primer, cần đoạn mồi. Nó chỉ có nhiệm vụ nó gắn. Còn riêng RNA polymerase thì nó cứ gắn dần nucleotide vào cái nucleotide ở trước nó. Rồi, nó cũng cần ion Mg2 cộng. Cơ chế của nó thì là ở đây. Các bạn có thể đọc chữ ở bên này. Như vậy tôi sẽ hỏi cấu trúc, tôi sẽ hỏi cơ chế xúc tác. Và tôi sẽ không hỏi các bước khởi đầu kéo dài kết thúc như thế nào, mà tôi sẽ hỏi những cái điểm đặc biệt. Để phiên mã được thì cần có cái gì? Thì cần có vùng promoter. Promoter là gì? Dịch sang tiếng Việt là vùng khởi động. Nó đâu đó ở trên đoạn gen. Người ta gọi là một trình tự đặc hiệu trên ADN. Nơi mà DNA polymerase nhận biết và bắt đầu quá trình phiên mã. Nghĩa là cái RNA polymerase co nó có thể gắn vào bất kỳ vị trí nào và nó trượt trên sợi ADN. Nhưng nó không biết vị trí nào hết. Chỉ có cái sigma factor hay là yếu tố phiên mã nó nhận diện được à cái trình tự này cần phải biểu hiện cái gen này. Nó sẽ bám vào cái vùng promoter. Như vậy promoter hay là vùng khởi động là một trình tự đặc biệt ở trên ADN, là cái nơi mà sigma factor hay là yếu tố factor sẽ nhận diện bám vào đó, quyết định là RNA polymerase dừng tại đó và phiên mã. Ở E. coli hay là tế bào nhân sơ thì thường là bám vào cái vùng trừ 70 trước cái vùng bắt đầu, nghĩa là cái vị trí nucleotide đầu tiên mà nó phiên mã người ta gọi là vị trí số cộng 1. Như vậy là ngược về phía bên tay trái hay là người ta gọi là về phía downstream, cái upstream về trước nó 70 nucleotide trước nó thì toàn bộ cái vùng đó người ta gọi là vùng promoter. Được chưa? Rồi, như vậy cái vùng promoter thường là từ trừ 70 cho đến cộng 30. Rồi promoter là gì? Thì các bạn đọc hai cái dòng ở dưới này. Ví dụ, đây là vùng promoter. Đây là đồng thuận người ta tìm thấy ở giữa các loài, người ta thường thấy nó có nhiều T và A, người ta gọi là tetramer. Thế thì ví dụ cái chỗ này là cái chỗ mà bắt đầu cái nucleotide đầu tiên để phiên mã thì trước nó ở cái vùng trừ 35 nucleotide trước nó, trừ 10 trước nó, tức là những cái vùng khởi động nó sẽ bám vào. Tuy nhiên là giữa cái vùng trừ 35 và trừ 10 như thế này thì cái khoảng trống ở đây những cái nucleotide này có thể dao động. Có thể là 17, 16, 17, 18 nucleotide. Rồi từ cái vị trí trừ 1 cho đến người ta gọi là vùng trừ 10. Nghĩa là nó có thể trừ 11, trừ 12, trừ 13. Chứ không có dứt khoát là trừ 10, còn trừ 35 là một vùng trừ 35. Nghĩa là nó có thể dao động. Nó là như vậy. Rồi. Thế thì đây là cái ở trong cái slide thì đều có là phần chữ và phần hình. Thì bây giờ tất cả những cái phần mô tả bằng chữ đó thì sẽ nhìn trên cái hình này, bây giờ mô tả trên hình để cho các bạn hình dung cái giai đoạn khởi đầu. Đây là ADN sợi đôi, đây là năm cái bán đơn vị, nó gọi là coenzyme, nó sẽ bám và nó trượt trên sợi này và nó chạy. Người ta cho đến bây giờ người ta chưa biết là cái gì bám vào trước, sigma bám trước hay là năm cái tiểu đơn vị này bám trước. Thì khi nó trượt đến một cái vùng là vùng khởi động hay là vùng promoter, nó có cái vị trí đặc biệt
thì cái sigma factor này nhận diện được vùng này và quyết định à đây là cái vùng cần phải phiên mã dừng lại tại đây. Như vậy là để nhận diện được cái vùng vàng vàng này này, trừ 10 tức là cái nucleotide đầu tiên từ đây nó sẽ được phiên mã, còn trước nó 10 nucleotide, 10, 12, 15 gì đó người ta gọi là vùng trừ 10. Vùng trừ 35 nghĩa là từ 30, 31, 32, 35 gì đó vân vân, cả một vùng ha. Chứ nó không có cụ thể bởi vì giữa nó còn có những tùy vào từng loài. Khoảng cách ở đây nó phải không chính xác là 35, người ta gọi là một vùng thôi. Rồi. Thế như vậy là sigma factor nó sẽ bám vào đây, nó quyết định à dừng lại vào phiên mã. Dừng lại như vậy thì nó sẽ làm cho cái chuỗi xoắn kép này tách đôi nhau ra. Và tách đôi nhau ra thì nó bắt đầu gắn dần từng cái nucleotide vào để sinh tổng hợp ARN thông tin. Khi đã sinh tổng hợp được một đoạn khoảng 7 cái nucleotide rồi thì sigma factor nó sẽ tách ra. Như vậy nó chỉ là một cái yếu tố giúp cái enzyme này nhận diện được vị trí nào, và một khi đã bắt đầu khởi đầu phiên mã được rồi thì tự nó sẽ tách ra. Nó không còn bám vào nó nữa. Rồi, và như vậy là cái sợi này là cái sợi ARN thông tin, ARN thông tin của chúng ta đang được tổng hợp đây. Và cứ thế nó cứ trượt, nó cứ tách đôi tới đâu thì nó tổng hợp tới đó. Và phiên mã xong rồi thì cái đoạn đằng sau nó sẽ xoắn ngược trở lại ngay lập tức. Đây, thì đây là cái hình ảnh phiên mã là như vậy. Và vai trò của yếu tố phiên mã chỉ là để nhận diện cái trình tự đặc hiệu của vùng khởi động thôi. Rồi, cho nên tôi nhắc lại là cấu trúc của nó cũng khá quan trọng để chúng ta hiểu được cái bước tiếp theo, cái gì xảy ra. Chúng ta hiểu được vai trò chức năng thì các bạn học cái cấu trúc của RNA polymerase học cùng tôi. Và vai trò của từng cái tiểu đơn vị dùng để làm gì. Nhớ là vai trò của sigma factor là để nhận diện vùng promoter. Rồi. Thế thôi. Những cái phần chữ này tôi đã mô tả rồi. Cái trình tự ở vùng trừ 35 thì nó có thể là như thế này. Nó có thể khác nhau ha, giữa các loài. Rồi, thế thì khởi đầu là cái giai đoạn khó khăn. Khi mà đã khởi đầu được rồi thì cái giai đoạn kéo dài thì nó dễ thôi. Ha. Rồi, kéo dài thì các bạn cũng đã học ở phần sinh học rồi, học ở phổ thông rồi thì các bạn tự đọc và học phần này. Thì cái giai đoạn kết thúc thì sau khi kéo dài và đến khi nhận diện được cái mã kết thúc, dấu hiệu kết thúc thì có hai cách kết thúc, một là gặp dấu hiệu và hai là có sự tham gia của protein B. Dấu hiệu kết thúc chuyển mã là các trình tự bổ sung dầu G và C lặp lại. Rồi tiếp theo là dầu A và T tạo cấu trúc kẹp tóc bền, tức là khi mà tổng hợp được cái sợi này dài rồi thì khi mà nó có những trình tự bổ sung như thế này nó sẽ bắt cặp lại với nhau, và khi bắt cặp lại với nhau nó tạo thành cái dạng cái kẹp hay là cái hình như thế này. Đây là một cái dấu hiệu sinh tổng hợp ARN sẽ dừng lại. Và dấu hiệu thứ hai là có sự tham gia của protein P. Rồi, tiếp theo tôi sẽ hỏi một số kháng sinh ức chế hoạt động phiên mã của vi khuẩn. Ức chế cái giai đoạn khởi đầu phiên mã là kháng sinh nào? ABCD. Thì các bạn trả lời rifampicin. Rồi tôi sẽ hỏi là actinomyces D ảnh hưởng như thế nào từ cái giai đoạn kết thúc mà gắn chặt và đặc hiệu vào DNA xoắn đôi. Được chưa? Rồi. Như vậy là có hai cái thuốc tôi giới thiệu mà sẽ ảnh hưởng tới quá trình phiên mã, ức chế quá trình phiên mã. Rồi còn ở tế bào nhân thật. Ở tế bào nhân thật thì nó cũng chỉ khác là ở chỗ là các cái loại ARN polymerase. Nó có pol 1, pol 2 và pol 3. Vai trò của nó để tổng hợp những ARN khác nhau. Pol 1 thì tổng hợp pre-ARN ribosome. Pol 2 thì sẽ dùng để tổng hợp các tiền chất của ARN thông tin. Vừa được chưa? Còn pol 3 thì sẽ tổng hợp các ARN vận chuyển. Cho nên có 3 loại khác nhau để chịu trách nhiệm việc sinh tổng hợp ba cái phân tử ARN khác nhau. Rồi, thế và cái hình bên tay phải thì tôi mô tả là pol 1 nó gắn lên đâu, pol 2 nó gắn lên đâu, pol 3 nó gắn như thế nào. Chỉ có như vậy. Rồi, thế thì đối với tế bào nhân sơ, thực ra nó có nhiều yếu tố sigma
nó có sigma 54, sigma 70, sigma s gì đó vân vân. Nhưng mà tôi yêu cầu các bạn lấy một ví dụ các bạn học cho tôi là sigma factor sigma 70 thôi. Còn đối với tế bào nhân thật thì người ta không gọi là sigma mà người ta gọi viết tắt cái chữ TF, transcription factor, yếu tố phiên mã. Như vậy một cái RNA polymerase bao giờ cũng có một cái coenzyme cộng thêm một cái yếu tố cộng thêm vào đó, người ta gọi là yếu tố phiên mã. Nhiệm vụ của nó là để nhận diện những trình tự đặc hiệu trên ADN quyết định bắt đầu phiên mã cái gen nào. Rồi, thế thì đối với tế bào nhân thực thì chúng ta có TF2D, TFB, FEH, TBP, rồi TAE, rồi vân vân ha. Và nó đều có những cái vai trò khác nhau. Rồi thì đây chỉ là ví dụ cái trình tự bảo tồn, nhưng mà nếu mà nó phức tạp quá thì tôi cũng không yêu cầu các bạn phải nhớ, các bạn chỉ học cùng tôi những cái phần, những cái tên gọi này thôi. Ví dụ như là TBB transcription binding protein subunit thì nó sẽ nhận diện thành tam ốc. Thế xong rồi TAF subunit là bán đơn vị ha, thì nó sẽ nhận diện những trình tự ADN ở gần cái vị trí mà bắt đầu phiên mã và nó điều hòa DNA binding by TBB, nghĩa là nó điều hòa cái việc cái protein này sẽ bám vào cái sợi ADN. Thế còn tất cả các cái transcription factor thì bản chất của nó đều là protein, chỉ người ta đặt ra những cái tên gọi khác nhau thôi. Được chưa? Rồi, thế thì có những cái protein sẽ đóng vai trò là nhận diện vùng trình tự bảo tồn, có những cái protein thì sẽ giúp nó bám chặt vào cái phức hợp để nó bắt đầu cái quá trình phiên mã, rồi vân vân. Thế thì bên này tôi đều mô tả hết. TF2F là gì, TFBP là gì, yếu tố cụ thể lõi là gì đó, thì các bạn phải đọc ở trên phần này thôi. Rồi, trình tự các cái bước khởi đầu, kéo dài, kết thúc như thế nào thì đều trong slide đều là mô tả cho các bạn. Đọc được. Tôi chỉ trình bày cái phần là phần cấu trúc và tôi trình bày cái phần cơ chế xúc tác, những điểm đặc biệt. Còn lại những cái giai đoạn khởi đầu như nào, kéo dài, kết thúc thì bạn phần đó bạn tham khảo cùng tôi. Thì cái hình này là hình mô tả lại tất cả những gì mà chúng ta vừa mới trao đổi. Data box, tôi nhắc lại, đó là trình tự bảo tồn hay người ta gọi là vùng khởi động hay là promoter. Các bạn chờ tôi 5 phút ha, cho phép 5 phút. 5 phút tôi sẽ quay lại liền. RD27.
Rồi chúng ta tiếp tục đi ha. Bây giờ còn được 62 bạn. Rời đi thêm 4 bạn rồi. Tất cả chúng ta đến giờ này còn có 62 bạn thôi. Rồi, thế thì cái hình này thì nó mô tả lại ở bên trên á, thì cái slide bên trên tôi đều mô tả với các bạn cái yếu tố, cái chữ viết tắt của TPP là gì, TF2D là gì, TF2B là gì. Thì đây là quá trình tóm lại các cái bước khởi đầu phiên mã của một cái ARN primerase ở tế bào nhân thật. Thì cái vùng mà nó bắt đầu, cái vùng đỏ đỏ này này là vùng cái trình tự nucleotide nó bắt đầu phiên mã. Ở đằng trước nó là cái vùng promoter hay là vùng khởi động, hay người ta gọi là data box, là những trình tự mà giàu T và A, là những trình tự đồng thuận giữa các loài với nhau, tuy nhiên là nó không giống nhau hoàn toàn giữa các loài. Nó cũng có sự khác biệt giữa các loài ha. Thì đầu tiên là cái TBP, TBP là cái protein nó sẽ bám vào cái vùng này, TF2D nó sẽ bám vào, nó sẽ giúp bám vào. Thế xong rồi sau đó khi mà TBP đã bám vào TF2D rồi, nó bám vào thì cái TF2B này lại giúp cho bám vào đây, bám chặt hơn nữa. Rồi, thì còn đây là cái RNA polymerase, nghĩa là những yếu tố phiên mã nó sẽ nhận diện cái vùng tata box nó bám vào trước. Thế xong rồi sau đó là những nó kéo theo những cái protein khác bám vào. Và hai cái protein này bám vào thì nó kéo theo là cái TF2E, TF2H bám vào tạo thành một cái phức hợp. Sau đó thì nó mới kéo cái RNA polymerase này vào để cho quá trình phiên mã bắt đầu xảy ra. Như vậy là cái quá trình khởi đầu ở tế bào nhân thực thì nó phức tạp hơn. Không phải chỉ một yếu tố phiên mã sigma factor như ở tế bào nhân sơ, mà ở đây có phức hợp rất nhiều protein. Đầu tiên là một cái, hai cái này bám vào, xong sau đó đến cái màu nâu, sau đó đến cái màu này bám vào thành một phức hợp. Sau đó thì nó mới kéo cái RNA polymerase này vào để nó bám vào đây và nó bắt đầu tách cái sợi đôi ra, helicase activity này, phosphorylation bằng cái phản ứng là phosphorin hóa cái CTD. Rồi, ha, nghĩa là đây là cái vùng chỗ polypeptide nó sẽ được gắn thêm phosphat vào, nó phosphorin hóa. Thế rồi sau đó thì cái helicase nghĩa là nó tách cái sợi đôi đó ra để bắt đầu được quá trình gắn dần từng nucleotide vào hoạt động enzyme của nó. Đấy, tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng là khởi đầu ở tế bào nhân thật thì nó phức tạp hơn thôi. Rồi thì đây cái bảng này cũng là tóm tắt cho các bạn thấy cái quá trình phiên mã ở tế bào nhân sơ thì nó đơn giản hơn, và quá trình phiên mã ở tế bào nhân thật thì nó phức tạp. Và quá trình phiên mã tế bào nhân thật thì nó xảy ra ở trong bào tương, và cái sản phẩm của nó là cái sản phẩm tiền ARN đối với tế bào nhân sơ. Phiên mã tới đâu, sinh tổng hợp protein tới đó. Còn đối với tế bào nhân thật thì các bạn thấy rằng là phiên mã tất cả những gì có trên ADN thì nó phiên mã ra. Tuy nhiên đối với tế bào nhân thật thì lại có những cái vùng exon và intron, những vùng không mã hóa. Cho nên nó phải qua chỉnh sửa, đó là cắt bỏ những vùng intron, nối exon, gắn mũ ở đầu 5', gắn đuôi polia, tạo thành một cái ARN thông tin hoàn chỉnh, đi qua lỗ nhân đi ra ngoài mới là khuôn được sinh tổng hợp protein được. Đó, nó là như vậy. Thế thì đến cái giai đoạn này thì người ta nói rằng ở tế bào nhân thật á, thì nó phức tạp hơn một điều nữa, tức là cái ARN thông tin này nó có thể khác nhau khi mà bạn phiên mã từ ADN có thể là cùng một trình tự. Nhưng khi mà ra được cái protein thì nó lại khác nhau ở chỗ khi mà nó cắt và nó nối. Tùy thuộc, có thể nó chỉ thích nối ba hàng này lại với nhau. Có thể nó nối ba hàng đuôi, ba hàng đầu hoặc là bất kỳ ba hàng ở giữa mà nó lại bỏ những hàng ở giữa. Cho nên cái sản phẩm biểu hiện này nó đặc biệt cho từng loại mô và từng loại tế bào khác nhau. Người ta gọi là biệt hóa. Được chưa? Cùng một loại protein đó, cùng một được mã hóa trên một gen đó, nhưng trình tự và số lượng axit amin ở các cái protein được biểu hiện nó sẽ khác nhau. Ví dụ như là các cái apolipoprotein, các bạn đã học ở trong cái bài chuyển hóa lipid, thành phần protein gắn vào các cái hạt lipid để giúp vận chuyển nó trong máu, thì ta có nhiều loại apo khác nhau, apoB48, apoB100 chẳng hạn. Thì đến cùng từ một cái đoạn gen nhưng mà qua cái quá trình phiên mã,
cắt và chỉnh sửa thì nó nối lại thành những đoạn có chiều dài khác nhau. Và chúng ta có những loại protein khác nhau nhưng cùng trên một cái gen mã hóa. Nó là như vậy, đấy là sự phức tạp của tế bào nhân thật. Thế thì sau khi phiên mã xong, thì phải có sửa đổi sau phiên mã. Thì cái này chắc các bạn cũng học nhiều rồi. Ở đây tôi đều tóm tắt lại hết tất cả các bước gắn đôi mũ ở đầu 5 phẩy xảy ra như thế nào, gắn đôi polia. Như vậy tôi sẽ hỏi ví dụ mũ ở đầu 5 phẩy là gì thì các bạn phải trả lời được, đó là 7-metin-guanosine. Rồi ha, thế thì sau khi mà phiên mã như vậy rồi thì có sửa đổi sau phiên mã. Thế và đối với phần sinh hóa thì tôi thường hay hỏi về cấu trúc. Các bạn chờ tôi một chút xíu. Rồi mình tiếp tục đi ha. Thế thì thường á, là nhiệm vụ của phần sinh hóa đó là sinh học thì các bạn sẽ phải nhìn sâu về vai trò. Còn đối với phần sinh hóa thì lại nhìn sâu về cấu trúc. Cho nên ở đây thì ví dụ sửa đổi sau phiên mã thì tôi sẽ hỏi là các bạn cái mũ ở đầu 5 phẩy nó là gì vậy? Thì các bạn trả lời chúng tôi là tôi sẽ cho ABCD, các bạn trả lời là 7 metin guanosine là ok rồi đó. Đây, 7 metin. Đây, 7-metin guanosine đây. Ha, là triphosphat ha, nó gắn vào. Đây, đây là 7 guanosine, 7-metin guanosine triphosphat. Đây là cái mũ ở đầu 5 phẩy. Rồi, thế còn đuôi polia thì tôi sẽ hỏi các bạn rằng là thế mũ 5 phẩy này để làm gì? Để bảo vệ cái IRNA thông tin khỏi bị ribonucleic nhận diện nó cắt mất. Rồi, thế tôi sẽ hỏi các bạn là giữa đuôi polia thì ví dụ ở tế bào nhân thật một cái đuôi polia này khoảng bao nhiêu? Thì các bạn phải chọn được câu trả lời đúng, tôi sẽ cho là 8, 80, 800, 8000 gì đó hoặc là mấy trăm gì đó thì các bạn chọn được cái từ 80 cho đến 250 A là ok rồi đó, đuôi polia. Rồi, đấy, đây mấy cái thứ đó thì tôi sẽ hỏi các bạn. Rồi, cắt bỏ intron, nối exon. Đây là cái mũ ha. Rồi, cắt bỏ intron, nối exon. Thế thì cái này thì tôi chắc tôi cũng sẽ không hỏi cái cơ chế đâu, bởi vì là cơ chế hỏi quá sâu và quá khó cho các bạn thì chắc tôi cũng sẽ không hỏi những cái phần này. Nhưng mà các bạn nhớ dùng tôi rằng là đây là một quá trình phức tạp cần cái này và hai phần ứng chuyển ST xảy ra liên tiếp thì vân vân, thì tôi đều có mô tả trong này thì các bạn đọc cùng tôi ha. Rồi rồi đó, chỉ có vậy thôi. Quá trình cắt nối lựa chọn sửa đổi sau phiên mã thì như tôi đã nói ban nãy rồi, cùng trên một cái gen nó có nhiều exon khác nhau và nhiều intron khác nhau, nghĩa là nhiều cái trình tự mã hóa và cứ cách một trình tự mã hóa, không mã hóa, mã hóa, không mã hóa. Tức là những cái trình tự nucleotide này nó chỉ đóng vai trò là để điều hòa biểu hiện gen thôi, chứ còn nó không có đóng vai trò trong
mã hóa. Thế tuy nhiên là khi mà nó cắt nó nối thì lại tùy, nó thích 1 2 3 4 5, 1 2 4 5 rồi 1 2 3 5 đấy, tùy thuộc vào ha, nó nối với nhau. Và khi nó thành một cái đơn vị phiên mã như thế này thì nó sẽ tổng hợp nên những loại protein A, B và C khác nhau của cùng một gen. Và mỗi một loại này sẽ được biểu hiện ở những loại mô và tế bào khác nhau ở trong cơ thể. Đấy. Đấy, ví dụ tôi lấy một vài cái ví dụ ở trong này cho các bạn thấy thì các bạn phải học. Ví dụ như calcitonin, gen rồi đấy peptide có trong não đấy, thì ví dụ là nó ở trong não thì sao, mà nó ở trong cái tuyến giáp thì sao ha. Ví dụ apolipoprotein B ban nãy tôi có nói rồi, nó cùng là một cái gen nhưng mà nó lại apoB, nhưng nó vai trò nó vận chuyển triglyceride cholesterol thì các bạn học ở bài trước rồi. Tuy nhiên thì apoB 100 thì cái trọng lượng phân tử của nó là 512 kg/tông mà có ở gan. Tuy nhiên ở ruột thì lại là ApoB 48, chỉ có 240 kg/tông thôi. Được chưa? Và một cái thì gắn được thụ thể LDL trên bề mặt tế bào, một cái không gắn được thì các bạn cũng đã học bài chuyển hóa lipid rồi. Đấy, tóm lại là như vậy. Thế thì qua cái quá trình mà chỉnh sửa thì các bạn thấy là nó cắt và nó nối và khi nó sinh tổng hợp. Rồi, đấy. À, tóm lại là như vậy thôi. Chúng ta có hai cái loại apolipoprotein, một cái loại là unedited và một loại edited, tức là một cái loại là sửa đổi ARN, còn một cái loại là không, thì đây là một vài những cái đặc biệt. Ha. Rồi ARN ribosome cũng vậy luôn. Khi mà sau khi tổng hợp xong rồi, bởi vì ARN ribosome của chúng ta nó là một cái phức hợp vừa ARN vừa protein. Thế thì sau khi mà cái ARN được tổng hợp thì nó phải cắt bỏ và nó chỉnh sửa, sau đó thì nó mới tổng hợp được, nó mới tạo thành một cái ribosome hoàn chỉnh cho chúng ta, nó gồm có hai ba đơn vị và một vài cái nucleotide trên đó đã bị sửa đổi chẳng hạn. Thì đấy là những cái sửa đổi sau khi phiên mã thì các bạn cũng học qua giúp tôi để biết, có thể là tôi sẽ hỏi rồi sau phiên mã. Rồi, thì sau mỗi một phần tôi đều có cái phần tóm lại. So sánh cái sửa đổi sau phiên mã ở tế bào nhân xơ và ở tế bào nhân thật. Thì ở phía trên này là ở tế bào nhân xơ. Ở dưới này là tế bào nhân thật. Thế thì các bạn thấy là ở cái tế bào nhân xơ ở đây thì một cái đơn vị phiên mã của nó có thể phiên mã 3 protein như vậy tôi cũng đã nói rất nhiều rồi. Còn ở tế bào nhân thật thì một cái ARN là một đơn vị phiên mã, nó chỉ mã hóa cho một cái protein. Tuy nhiên một gen nó có thể cho nhiều cái protein khác nhau do là cái quá trình cắt và chỉnh sửa, cắt bỏ intron nối exon và gắn thêm mũ ở đầu 5 phẩy còn đôi polia, trong khi ở đây thì không có cầu tế bào nhân xơ. Rồi như vậy là tôi đã trình bày xong chuyển hóa axit nucleic thì gồm có thoái hóa và có tổng hợp. Thoái hóa thì các bạn hãy kể tên cho tôi enzyme nào, ví dụ thủy phân axit nucleic cái chuỗi polynucleotide là nuclease, thủy phân nucleotide là nucleotidase, thủy phân nucleosid là nucleosidase và sản phẩm của nó là gì. Các bạn kể tên một vài những cái enzyme lấy làm ví dụ. Rồi quá trình tổng hợp thì có quá trình nhân đôi ADN và có quá trình phiên mã. Rồi tất cả các đặc điểm thì có cấu trúc của enzyme, có bao nhiêu loại enzyme, cơ chế của nó là gì. Bạn nào đang mở cái micro lên nhỉ? Ở trong thì bạn nào đang mở cái micro không? Bạn nào mà micro đang mở thì các bạn có thể tắt cái micro đi dùm để cái tiếng nó không có bị nhiễu ha. Tôi thấy là một số bạn rồi rồi như vậy là đấy là những điều mà các bạn phải nắm được dùm tôi. Rồi cái transcription factor yếu tố phiên mã nó rất là quan trọng ở chỗ là quyết định cái việc khởi đầu phiên mã ha, thì các bạn học dùm tôi mấy cái chỗ đó, đấy là những cái điểm mà cần phải lưu ý. Chuyển hóa axit nucleic thì gồm có tổng hợp và gồm có thoái hóa. Còn tái sử dụng thì tôi đã trình bày ở phần nucleotide rồi. Rồi, sau khi tổng hợp xong rồi chúng ta sang phần thoái hóa.
Thế thì thoái hóa ARN thì cái tốc độ thoái hóa giúp tế bào điều hòa biểu hiện gen ở mức độ phiên mã. Đối với các sản phẩm gen chỉ cần ngắn hạn thôi, thì cái thời gian bán hủy của nó là vài phút, vài giây. Các sản phẩm gen liên tục, nghĩa là ARN thông tin ổn định qua nhiều thế hệ tế bào, thì cái đó luôn luôn và tồn tại. Và đối với động vật xương sống thì cái thời gian bán hủy của nó là khoảng 3 giờ đồng hồ. Như vậy là tùy thuộc vào từng loại ARN, tùy thuộc vào cái sản phẩm gen đó, cái vai trò của nó mà cái thời gian tồn tại của nó lâu hay là ngắn. Còn ở vi vi khuẩn thì nó thường nó chỉ tồn tại là khoảng 1 phút rưỡi. Còn tất cả các ARN thông tin thì nó sẽ bị phá hủy bằng enzyme có tên gọi là ribonuclease hoặc ribonuclease theo tiếng Anh. Rồi, tóm lại, tôi sẽ còn phải gặp các bạn tuần sau, hình như là bài sinh tổng hợp protein, chúng ta sẽ học cho đến 15 giờ đúng không? 13 giờ 30 đến 15 giờ. Như vậy thì cũng giống tương tự như vậy thôi, quá trình sinh tổng hợp protein thì các bước kéo dài, khởi đầu, kết thúc thì các bạn có thể cũng đã học ở đâu đó rồi. Nhưng mà chủ yếu ở đây thì tôi sẽ hỏi kỹ hơn một chút, ví dụ hoạt hóa acetamin thì là như thế nào. Ví dụ tôi sẽ hỏi đến đến cái bài sinh tổng hợp thì tôi sẽ trình bày cho các bạn là tôi sẽ học bạn những phần nào. Còn đối với tôi thì cái phần mà chuyển hóa axit nucleic, sinh tổng hợp ADN và ARN, các bạn học dùng tôi cái phần nhân đôi ADN và cái phần phiên mã. Tất cả những gì tôi đều highlight cho các bạn thấy rồi, cấu trúc các bạn phải học cùng tôi. Rồi đối với phiên mã thì các bạn học dùng tôi cái transcription factor và cắt bỏ nối exome, các bước chỉnh sửa. Rồi. Như vậy trước khi sinh tổng hợp một cái protein đặc hiệu nào đó thì ARN thông tin phải được phiên mã từ gen, và đó người ta gọi là quá trình sinh tổng hợp. Sinh tổng hợp ARN không phải chỉ có phiên mã là một quá trình trong sinh tổng hợp, chúng ta còn sinh tổng hợp ARN vận chuyển và sinh tổng hợp ARN ribosome. Và trong bài của tôi thì tôi đều có liệt kê ra là enzyme nào chịu trách nhiệm sinh tổng hợp ARN ribosome cũng như sinh tổng hợp ARN vận chuyển. Vi khuẩn thì chứa một loại RNA polymerase. Không phải là một loại, xin lỗi các bạn, cái phần cái chỗ này tôi viết nó không đúng lắm đâu. Vi khuẩn chứa một loại RNA polymerase thì không có đúng. ARN thông tin được tổng hợp khi enzyme bắt đầu quá trình phiên mã tại promoter, xúc tác sự gắn dần từng ribonucleotide và nucleotide đầu tiên để kéo dài mạch. Phiên mã dừng lại tại điểm kết thúc. Và cả sợi khuôn và sợi ARN hoàn chỉnh thì tách nhau ra, thì đấy là ở vi khuẩn. Thế còn ở tế bào nhân thực thì quá trình phiên mã phức tạp hơn, có tới 3 loại. Tuy nhiên, ở đây cái phần mà ở vi khuẩn chứa một loại ARN polymerase, còn ở tế bào nhân thực 3 loại thì không phải, tham gia vào phiên mã là một loại, còn hai loại kia là tham gia vào sinh tổng hợp ARN và ribosome và ARN vận chuyển. Có thể lúc đó tôi viết mà đầu óc đang nghĩ cái gì thì tôi tóm lại nó không được đúng lắm thì các bạn sửa lại dùng tôi cái phần đó. ARN polymerase liên quan mật thiết với nhau và theo tiến hóa vân vân. Xúc tác sinh hợp, ok. Cần sử dụng, ok rồi. Thì những cái phần sau là đúng rồi đó. Cái phần các bạn chỉ cần sửa lại dùng tôi là ở tế bào nhân thực quá trình phiên mã phức tạp hơn thì đúng rồi, nhưng mà không phải là ba loại ARN đều tham gia vào quá trình phiên mã, đấy là hai ý khác nhau. Phức tạp hơn các bạn chấm một cái xong bạn xuống dòng có ba loại ARN 1 2 3 là tham gia vào quá trình tổng hợp các loại ARN khác nhau. Đấy thì tôi chỗ đó là như vậy. Rồi. Ok. Thì đấy là tóm lại tất cả những gì cái bài giảng của tôi. Đây là sách tài liệu tham khảo. Các bạn có thể là tham khảo sách hóa sinh của bộ môn, các bạn có thể là lên thư viện, tất cả những sách tiếng Anh này đều có ở trên thư viện.